thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồ án được xây dựng trên cơ sở chương trình xây dựng tỉnh Hương Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 2 và là đô thị thương mại dịch vụ công nghiệp gắn với thủ đô Hà Nội và nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo đồ án không gian đô thị, thị xã được phân thành 3 vùng gồm vùng đô thị tập trung, vùng công nghiệp, dịch vụ và vùng sinh thái. Trên cơ sở phân vùng trên, thị xã được phân thành 7 khu vực bao gồm khu đô thị tập trung, khu hành chính, khu dịch vụ sinh thái, khu công nghiệp. Trong đó có chi tiết vị trí và kết cấu hạ tầng, các công trình phụ trợ như điện, đường, trường trạm, cấp thoát điện nước và khu trung tâm thể thao, đảm bảo đến năm 2030 có 65% diện tích đất dành cho đô thị, giai đoạn 2030-2040 là 75% và đến năm 2050 là trên 81%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể thị xã Mỹ Hào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm cơ sở để xây dựng đô thị loại 3, làm tiền đề cho tỉnh quy hoạch xây dựng đô thị trực thuộc trung ương. Các ủy chính quyền các cấp trên địa bàn cần nhận thức rõ vấn đề này, lấy đó làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện quy hoạch.